Hồ Chí Minh, thì tôi thấy đây là một sân khấu trong một cái lễ hội là thuộc lại cỡ lớn so với nhiều cái lễ hội cũng như là nhiều cái tổ chức sự kiện lớn ở các vùng miền. Chương trình lần này sẽ có sự kết hợp về nghệ thuật, chương trình nghệ thuật là sẽ kết hợp với các vùng miền, các nghệ sĩ cũng đến từ các vùng miền của đất nước, và chương trình với nội dung cũng vậy là sẽ có một sự giao lưu văn hóa của ba vùng Bắc Trung Nam và cùng với nhân dân của tỉnh Quảng Ninh, cho nên chương trình này nó mang ý nghĩa lớn lao hơn. Khán đài xem chương trình nghệ thuật Carnival 2018 với quy mô trên 10.000 chỗ ngồi được xếp theo hình vòng cung, đảm bảo tầm quan sát rộng và an toàn cho khán giả. Các phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thường trực cấp cứu, bảo đảm vệ sinh môi trường cảnh quan, khu vực gửi xe cũng đã được các ngành chức năng của tỉnh chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt công tác chuẩn bị màn pháo hoa tầm cao tại Carnival 2018 cũng đã hoàn thành. Vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của Vịnh Hạ Long đã tạo cảm hứng tuyệt vời để chúng tôi lên ý tưởng một màn pháo hoa rực rỡ, tô điểm bầu trời đêm Vịnh Hạ Long. Kết hợp với pháo hoa là các bài nhạc đặc sắc của các nước trên thế giới. Chúng tôi đã chuẩn bị 2 tháng cho phần bắn pháo hoa vào tối ngày 28 tháng 4, hy vọng sẽ mang đến cho du khách những màn pháo hoa đẹp nhất từ trước đến nay. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cả về hình thức và nội dung, khai mạc năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long Quảng Ninh và chương trình Carnival Hạ Long 2018 chắc chắn sẽ tạo sự mới mẻ, sức hấp dẫn, thân thiện đối với nhân dân và du khách, qua đó góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Hạ Long Quảng Ninh trên bản đồ du lịch Việt Nam cũng như khu vực quốc tế. Vào tối nay, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổng duyệt toàn bộ chương trình. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách dự lễ khai mạc năm du lịch quốc gia và chương trình Carnival Hạ Long 2018, vào 18 giờ ngày mai 28 tháng 4, tại khu vực cổng quảng trường Mặt Trời, công viên Sun World Hạ Long Complex, ban tổ chức sẽ bố trí phát vé miễn